trải nghiệm xong và trải nghiệm những sản phẩm ở Victory thì bạn có những góp ý gì để mọi người hoàn thiện lên không? Yeah, trước đây thì mình cũng từng đến tham khảo rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm đấy, nhưng mà sau một chương trình makeup khuyến mãi của shop Victory thì lần đầu tiên mình đến để trải nghiệm với shop ấy, thì tuy lần tiên nhưng mà mình cũng khá là ấn tượng với phong cách dịch vụ và chăm sóc khách hàng ở đây. Trước hết là khi mình đến thì mình vẫn định mua loại sữa rửa mặt mình vẫn hay dùng ấy, nhưng mà khi đến đây thì được các chuyên gia ở đây tư vấn soi da này và kiểm tra chất da của mình thì phát hiện ra là sữa rửa mặt mình hay dùng nó không hề phù hợp một chút nào ấy, và sau đấy được tư vấn để sử dụng sữa rửa mặt của Duty Free thì mình mới sử dụng sản phẩm có hai hôm thôi, nhưng mà mình cảm thấy da nó sạch và mịn và bóng hơn rất nhiều, và đặc biệt là mình phát hiện ra là sữa rửa mặt chỉ chiếm đến 60% để thành công để làm sạch đẹp da của mình ấy. Và mình nghĩ là những bạn nào bị mụn hay là thậm chí bị nám ấy thì nên đến shop để được tư vấn chăm sóc miễn phí, và đồng thời sẽ lựa chọn được cho mình những sản phẩm phù hợp. Và còn điều đặc biệt nữa mà mình thấy cũng khá ấn tượng ở đây là về khi mình đến ấy được tư vấn về để phân biệt hàng thật và hàng giả. Thì hiện nay trên thị trường hàng giả nó vẫn tràn lan, thì mình khi mua hàng mình cũng rất là nhiều khi rất là lo lắng ấy. Khi đến với mỹ phẩm Victory ấy, mình được hướng dẫn để lựa chọn phân biệt hàng thật hàng giả được bằng cách rất đơn giản ấy, nên mình cảm thấy rất yên tâm khi mua hàng. Còn điều đặc biệt là mình cũng rất thích ở đây là khi mua hàng và được tư vấn xong ấy, mình còn được tặng một phiếu chăm sóc da toàn diện. Chắc chắn là trong thời gian tới mình sẽ còn tiếp tục ủng hộ shop và mình sẽ còn giới thiệu đến bạn bè gia đình mình được biết đến để có một địa chỉ tin cậy khi mua sắm.